Xin chào tất cả các anh chị em lại quay trở lại nói chuyện với mấy anh chị rồi, là tại vì hôm nay mình ngày hôm qua nói chuyện với một người bạn trong nước, thì mình đã từng nói nhắc qua với mấy bạn là mình có một nhóm người bạn trẻ biết nói được tiếng Trung Quốc, thành ra mấy em đã trà trộn vô những cái khu nào mà có nhiều người Trung Quốc á, để mấy em nói chuyện để mà coi coi có thể giúp được gì cho dân tộc Việt Nam ngày hôm nay hay không. Thì em đã nhắn ra là trong ngày biểu tình ngày 5 tháng 3 sắp tới, là tại vì trên toàn Facebook, trên mọi người chúng ta ai cũng biết là cha Lý kêu gọi ngày biểu tình 5 tháng 3, thì mọi người giống như là ai đã chuẩn bị cho cái ngày biểu tình đó rồi, thì chúng ta phải cẩn thận. Là bây giờ không phải là tụi Trung Quốc ra lệnh cho công an Việt Nam, quân đội Việt Nam để mà đi đàn áp biểu tình nữa, mà họ đã chuẩn bị rất là kỹ cho cuộc biểu tình ngày 5 tháng 3. Mà đợt này có tình báo Hoa Nam nhúng tay vô trong cuộc biểu tình ngày 5 tháng 3, và tự vì nó muốn quyết là sẽ tiêu diệt cái cuộc biểu tình của trong nước, là nó muốn là đàn áp người dân đợt này rất là dã man, để cho người dân sợ không dám đứng lên nữa. Thì là những cái tình báo Hoa Nam sẽ ra tay chung với lại công an quân đội Việt Nam để đàn áp cuộc biểu tình của ngày 5 tháng 3. Thành ra tất cả các anh chị em ở trong nước phải rất là cẩn thận, là tại vì nó nói là nó sẽ ra tay, nó sẽ trà trộn vô cái đoàn biểu tình, rồi nó sẽ tách rẽ ra những cái người mà đi biểu tình lên, để cho người dân không có cái sự một cái sức mạnh nữa. Chẳng hạn như mình đã cho ra một cái bản đồ sơ lược, là mình phải sắp xếp cái bản đồ này như thế nào để cho nó mạnh và giống và chắc chắn, để cho nó không có trà trộn vô, để mình bảo vệ được những người phụ nữ, những người trẻ em ở trong, rồi những cái thanh niên ở ngoài đó. Thì tụi nó đã ăn cắp cái bản đồ đó rồi, tụi tình báo Hoa Nam đã ăn cắp cái bản đồ đó, và tụi nó quyết định là sẽ trà trộn vô bên trong để mà đánh phá những cái trận đó, rồi đồng thời nó sẽ đánh cho người dân cho tới chết. Thì cái tin đó em nói như vậy đó, tụi nó đều là tàu khựa, tụi nó sẽ đánh cho dân không nương tay đâu chị, tụi nó đánh chết dân thì cũng không sao. Lúc đó tụi công an sẽ nói dối là dân đi biểu tình rồi làm loạn, rồi tự động chen lấn xô đẩy nhau, đạp lên nhau mà chết, chứ không phải là do tụi nó đánh đá với nhau, đánh người dân của mình. Thành ra tất cả các anh chị em trong nước, các bạn nếu mà quyết định đứng lên đi biểu tình ôn hòa cho ngày 5 tháng 3 sắp tới, thì chúng ta phải rất là cẩn thận, phải biết bảo vệ cho mình và biết lúc nào phải bảo vệ lẫn nhau, những cái người xung quanh lẫn nhau, là kỳ này là tụi Trung Quốc ra tay luôn đó. Nó sẽ đánh người dân của mình mà nó trà trộn vô đó, mà không có ai biết được là ai, thì nó sẽ đổ thừa là mình đi biểu tình đông như vậy thì hỗn loạn lên, rồi dân đạp lên nhau mà chết, chứ không phải là do tụi nó đánh. Thành ra các bạn phải rất là cẩn thận. Còn nữa, những cái em mà biết xài được những vô được những cái video clip của mình mà theo dõi mình á, thì em đã phát hiện ra là trong những cái những biết những luôn những cái người tình báo này luôn đó, là tại vì tụi em đã trà trộn được trong nhóm đó. Trong Facebook của mình có rất là nhiều tình báo Hoa Nam theo dõi, và họ đã chặn những cái video clip của mình ở bên Việt Nam, họ không có cho mọi người coi video clip của mình ở bên Việt Nam. Thì các anh chị nếu mà có ai mà bỏ video của mình lên trên YouTube á, thì phải bỏ link vô cho mọi người biết, là để mọi người lên coi, là tại vì nó chặn hết ở bên Việt Nam đó. Thành ra bây giờ có nhiều bạn ngày hôm qua nhắn vô là đã không coi được rồi, cộng với lại mấy cái video của mình nó là màu đen thôi, không có thấy cái gì hết, hoặc là thấy hình mà nói thì không ai nghe hết. Thành ra mọi người phải tìm đủ mọi cách bảo vệ mình nha. Là ngày nên nhớ ngày 5 tháng 3, thì cuộc biểu tình của ngày 5 tháng 3 là tụi tình báo Hoa Nam đã ra lệnh cho quân đội Việt Nam với lại công an Việt Nam đàn áp người biểu tình rất là dã man, và họ đã lên kế hoạch rồi. Nếu mà chúng ta quyết định đi ngày đó hoặc là phải chuyển ngày á, thì phải mời những rất là nhiều người nước ngoài vô để mà đi theo đoàn biểu tình, rồi đặt những cái camera, phải là giống như là một cái chỗ nào đó, người nào cầm máy camera thì phải rất là cẩn thận, quay cho thiệt kỹ là người nào đánh dân, để cho mình bỏ lên trên YouTube hay Facebook để tố cáo những cái trận đàn áp dã man như vậy ở trong nước. Thì cũng cùng ngày hôm qua luôn, khi mà nói chuyện với người bạn, mấy cái bạn trẻ ở trong nước đã đưa tin ra như vậy, thì mình tâm sự với các bạn ở bên nước ngoài, thì người bạn tức lắm, không biết phải giải quyết làm sao, là khi mà người dân của mình rất là ôn hòa như vậy, lại không có một cái thất sắc trong tay để mà đánh trả lại, thì nó lại ra lệnh đàn áp người dân mình như vậy. Thì người bạn đã viết ra cách để mà phá lại cái chiếu tướng lại cho cái tụi này, là phải làm như thế nào.
Sơn Điền nói là chặn sạch sẽ hết rồi, mấy website nó chặn sạch hết rồi hả, là không có thấy được nữa hả? Thì bây giờ mình làm đủ mọi cách đi, biết ai mà có thể giật được tiền lửa, tuần lửa download về á, hoặc là lên được YouTube coi thì các bạn phải cố gắng nha, chứ bây giờ nói như vậy thì mình cũng không biết phải giải quyết làm sao. Anh đã viết như thế này: chiếu tướng Việt Cộng, Việt Cộng chắc chắn sẽ tăng cường đàn áp biểu tình, mục đích là để bảo vệ cho ông nội nó là Trung Cộng. Anh tức lắm, là thành ra phải ghi những cái gì và bảo vệ cho chế độ Việt Cộng thoái nát, ăn cắp tiền bạc của dân. Chính vì vậy mà mọi người cần phải làm theo các chiến lược như sau để chiếu tướng Việt Cộng và làm Việt Cộng không thể đàn áp được người dân. Một, chống trà trộn. Việt Cộng chắc chắn sẽ cho tay sai trà trộn vào đoàn biểu tình, mục đích là gây rối, làm tan vỡ đoàn biểu tình, sau đó mới ra tay đàn áp. Để chống chiến lược trà trộn của Việt Cộng, chúng ta phải tạo ra sự phân biệt giữa đâu là người biểu tình, đâu là Việt Cộng. Mọi người phải dán cờ Trung Quốc vào đáy quần, dán hình Mao Trạch Đông ở ngay mông hoặc ngay trước quần. Chính vì Việt Cộng và Trung Cộng không bao giờ dám dán cờ, dán hình Mao ở mông, ở quần, nên đây là cách hữu hiệu nhất để phân biệt đâu là người biểu tình, đâu là Việt Cộng, đâu là Trung Cộng. Khi ra biểu tình, mọi người chỉ tập trung với những người có dán cờ Trung Cộng ở đáy quần, dán hình Mao ở mông. Những ai không dán chính là Việt Cộng và Trung Cộng. Chúng ta phải cách ly họ, không cho len vào đoàn biểu tình. Mọi người không cần tập trung tại một điểm trước mà phân tán ra, sau đó mỗi chỗ biểu tình mới gom lại. Sau đó tới chỗ biểu tình thì mình mới gom lại. Vậy thì Việt Cộng không đàn áp hết được. Có nghĩa là chúng ta phải phân tán ra đi một cái nhóm, đi từng phần, xong xuôi rồi tới tụ lại cái chỗ điểm nào đó thì chúng ta mới bắt đầu nhập lại và bắt đầu phát ra phong trào biểu tình. Hai, làm Việt Cộng không thể tấn công. Việt Cộng rất hung hăng với dân Việt Nam nhưng rất sợ người Nhật và người Nam Hàn. Mọi người cứ cầm cờ Nam Hàn, cờ Nhật, cờ Mỹ, hình Nhật Hoàng. Việt Cộng có đánh thì đưa cờ đó, hình đó ra đỡ. Việt Cộng sẽ không dám tấn công để xé cờ Mỹ, cờ Nhật, cờ Nam Hàn và càng không dám xé cờ hình Nhật Hoàng. Mọi người giả làm người Nhật, người Hàn, rủ thêm người Nhật, người Hàn đi biểu tình là Việt Cộng không bao giờ dám đàn áp. Mọi người mới thêm người nước ngoài, mọi người mời thêm người nước ngoài vô hoặc mời nhờ họ đi chung, Việt Cộng cũng không bao giờ dám đàn áp. Ba, đưa tin cho toàn thế giới biết trước khi biểu tình một tuần thì mọi người ở Việt Nam và hải ngoại sẽ cùng loan tin cho các hãng truyền thông nước ngoài về cuộc biểu tình và mời họ vô quay phim, chụp hình, phỏng vấn. Việt Cộng không bao giờ đàn áp, dám đàn áp trước camera của truyền thông quốc tế. Thì đó là cách mà người bạn tức lắm, thức nguyên một đêm để mà suy nghĩ là cách nào để cho người dân mình giảm bớt cái thiệt hại và cái đau đớn nhất khi mà tụi kỳ này á, là mình ngồi bàn tán với nhau thì đã rất là tức là người dân của mình mà quân đội, công an không dám bảo vệ mà lại tiếp tay cho tụi Trung Cộng vô đàn áp dân của mình. Và kỳ này đợt biểu tình ngày 5 tháng 3 sẽ có những cái tình báo Hoa Nam nhập vô đồng biểu tình và đánh ép người dân của mình nữa đó. Có người nói là cách này hay hả? Hồng Việt nói là cách này hay quá hả? Thì bây giờ chỉ có cách đó thôi, là người nó không mới không dám đánh người dân thôi, dán cờ Trung Cộng và dán hình Mao Trạch Đông vô quần. Nói tới đó thì tự nhiên mình sực nhớ lại, hiện tại bây giờ mình nói như vậy thì có nhiều người sẽ không có giống như là nhìn thấy được là cái hình đó như thế nào. Thì có anh chị em nào ở trong nước dán hình vô quần với lại dán cờ vô quần trước đi, rồi theo cái cách là mọi người phải dán cờ Trung Quốc vào đáy quần, dán hình Mao Trạch Đông ở ngay mông hoặc ngay trước quần, thì Việt Cộng và Trung Cộng không có dám làm cái gì hết. Bởi vì chúng nó là cái tạ tụi này nó không có dám lấy hình những cái người này, những cái tấm hình Trung Cộng mà nó dán vô cái quần của nó đâu. Thành ra chỉ có những người biểu tình mới là những người dân thật sự thì mới là dán những tấm hình đó. Thì có bạn nào làm thử rồi chụp hình, nhưng mà chụp hình nó chỉ chụp hình cái phần ở dưới cái quần mà các bạn dán làm sao thôi. Nếu mà các bạn không đăng lên, có thể gửi inbox qua cho mình thì mình sẽ đăng lên cho các bạn để cho mọi người nhìn thấy được cái thí dụ là phải dán như thế nào.
Thì để cho ngày 5 tháng 3 đó thì chúng ta phải làm chung với nhau lại. Nếu mà các anh chị em nào có một cái hình ở nhà print ra rồi mình dán vô như vậy á, để cho mọi người có một cái thí dụ như vậy á, thì làm ơn xin làm trước để mình có thể post lên trên Facebook của mình để cho mọi người theo dõi. Cách này hay hả? Vừa nhanh vừa rẻ vừa ít tốn kém. Nhưng mà đừng có quên là cầm theo những cái biểu ngữ, những cái banners á, là mình phải ghi như thế nào là không có muốn tụi Formosa, Formosa phải cái nào Việt Nam, hay là những cái banner đó phải phải viết rộng bự ra càng nhiều càng tốt, và phải viết viết ra nhiều cái ngôn ngữ khác nhau thì chúng ta mới báo cho cả thế giới biết là mình đòi hỏi cái gì và mình phản đối cái gì. Cũng đồng thời nữa là nên mời thêm rất là nhiều người nước ngoài vô đồng biểu tình, là tại vì người nước ngoài sẽ họ sẽ cầm những cái điện thoại, những máy camera quay, thì tụi Trung Cộng này, tụi Việt Cộng nó không có dám đánh người nước ngoài đâu. Còn nói tới vụ Formosa hả, thì Formosa vẫn tiếp tục xả chất thải độc ra biển thì biển sẽ không sống lại. Người dân chúng ta sẽ càng ngày sẽ ngày hôm qua mình có đọc một bài báo nói là bây giờ á, biển người dân tiếp tục đi sang Lào để mà làm xin 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 việc làm, với lại làm công nhân làm cu li ở bên đó. Tại sao mình phải bỏ nước mình ra đi để qua những cái nước khác khi mà nó chiếm cái biển của mình, khi mà nó giết hại cái biển của mình? Tại sao những người dân ở vùng biển không dám ở lại đứng lên đòi lại sự sống của mình, mà một khi nó cướp nó giết biển của mình như vậy thì mình chỉ có im lặng xách gói xách đồ rời cái quê hương của mình ra đi thôi, chứ không có dám đứng lên, bởi vì biển vẫn còn đó, nước vẫn còn đó, nhưng mà cái nhà máy Formosa Trung Cộng nó vẫn còn chiếm ở đó. Đây là mình không còn gì để mất nữa thì mình tại sao mình không có kiếm lại con đường sống của mình không có giành lại con đường sống của mình, mà ngược lại mình phải bỏ đi mà đi qua những cái nước cũng không có khá giả hơn kế bên để mà kiếm cái con đường sống. Mà mình nên nhớ đi, một khi mà mình qua những cái nước đó thì mình cũng sẽ bị đàn áp thôi, nhất là ngôn ngữ không có giống nhau, cuộc sống không giống nhau, mà những cái nước xung quanh hiện tại giờ nó rất là khinh nước Việt Nam của mình. Thì nếu mà những cái anh chị mà cứ bỏ qua nước những cái nước láng giềng kế bên như vậy thì cuộc sống nó cũng không có khá hơn đâu. Thà là tại sao cái cuộc sống của mình ngày hôm nay đã bị nhà cầm quyền Việt Nam với lại Trung Quốc nó đánh chiếm như vậy, thì tại sao mình không có đứng lên cùng mọi người để mà đòi lại cuộc sống? Phải bảo vệ, phải đánh trả lại, với lại phải self defense là tự vệ, phải không? Là phải nhớ dùng bom xăng nha các bạn, và bình gas mini nha mọi người nữa. Thì đã có rất là nhiều cách rồi, mình nghĩ là lòng dân đã rất là căm phẫn rồi, nhưng mà cái lòng nhiệt huyết thì chưa có. Những cái người mà không có theo dõi á về tình hình đất nước ngày hôm nay á, thì không biết là cái sự độc hại của những cái nhà máy Trung Quốc, nhất là nhà máy Formosa, nó đã xả thải giết cái môi trường, những cái hệ sinh thái của nước Việt Nam ngày hôm nay như thế nào. Đời con cháu chúng ta sau này sẽ rất là đau khổ nếu mà ngày hôm nay chúng ta vẫn tiếp tục im lặng. Thì xin mọi người đừng có im lặng nữa. Một lần nữa kêu gọi những anh công an, những anh quân đội hãy quay về với người dân. Người dân là những người sống cùng các anh, gia đình các anh, tất cả mọi người cùng thở chung một không khí trong nước Việt Nam. Chúng ta hãy cùng nhau đứng lên giành lại cái không khí đẹp, cái không khí trong lành hơn và cuộc sống tốt đẹp hơn cho đất nước Việt Nam đi. Các anh đừng có mà tiếp tay với bọn Trung Quốc, với bọn Trung Cộng, và nghe lệnh những cái lệnh mà rất là vô lý là đàn áp người dân của mình. Thì xin các anh hãy quay lại với người dân, vì người dân, trong những cái người dân đó, những cái gia đình đó là có cha mẹ, anh chị và con cái của các anh nữa. Thành ra các anh không nên ra tay đánh giết người dân của mình, mà khi mà người dân của mình chỉ là những cái bàn tay không tấc sắt đòi lại cuộc sống, trong đó có cả các anh nữa đó. Thành ra mong là những người quân đội, những người công an hãy vì đất nước Việt Nam, một khi đất nước mất rồi thì các anh sẽ mất theo đó, là tại vì tụi Trung Quốc nó không có thể nào để cho các anh sống được. Các anh là người có kinh nghiệm chiến đấu, các anh là người có sức mạnh, có được huấn luyện ra để mà gìn giữ đất nước, nhưng mà ngày hôm nay các anh lại tiếp tay cho tụi Trung Cộng, tiếp tay cho Việt Cộng đánh chiếm nước Việt Nam của mình, đàn áp nước Việt Nam của mình, nước Việt Nam mình sẽ bị diệt vong đó.
Nếu mà các anh quyết định không quay lại với đất nước của mình thì đời con cháu, cha mẹ và những người thân xung quanh, những người hàng xóm, những người mà sống rất là gần gũi với các anh sẽ bị diệt vong, sẽ bị tiêu diệt dưới tay của Việt Cộng và Trung Cộng. Xin các anh hãy quay lại với người dân. Đừng Tuấn Đào Hoàng nói là đừng trông mong chúng đâu Thanh Lương ơi hả? Mặc dù là mình không có cái tia hy vọng nhiều nhưng mà thâm thẳm trong những con người Việt Nam, cũng là dòng máu Việt Nam, cũng có một cái dòng máu yêu quê hương, yêu đất nước. Nhưng mà giờ vì cái hoàn cảnh nào đó mà mọi các anh đó sẽ không có dám lên tiếng hay là không có dám đứng ra để nói về đất nước ngày hôm nay, thì mình cũng có một cái tia hy vọng là các anh quân đội, các anh công an có một cái nhìn khác về đất nước ngày hôm nay. Khi đất nước còn, dân tộc còn thì các anh còn, đất nước này mất đi thì quân đội, công an Việt Nam là những người, là những con cờ chết trước khi người dân chết. Đó là tại vì nó không muốn để các anh phải nhìn ra sự thật, khi mà sự thật nó quá trễ, các anh đứng lên lại là các anh sẽ chết trước, nó sẽ tiêu diệt các anh trước, thành ra các anh sẽ chết theo người dân nữa. Thành ra mong các anh quân đội hãy quay lại với người dân đi. Mình ở với Cộng sản 40 năm rồi nên không có khả quan đâu, buồn lắm, chỉ mong là nội ứng ngoại hợp. Thì bây giờ mình chỉ hy vọng mọi thứ thôi, chứ người nước Việt Nam mình không còn thời gian nữa. Nước Việt Nam đang rất là lâm nguy, đời con cháu chúng ta sau này sẽ không còn là những người bình thường nữa. Khi mà cái môi trường sống nó bị độc hại như vậy thì những đứa trẻ sau này sinh ra sẽ bị dị tật, sẽ bị bẩm sinh. Cuộc sống chúng ta sau này sẽ càng ngày càng khó khăn, khi mà tính tuổi Trung Quốc nó còn giết luôn cả người của nó thì người Việt Nam mình là không có gì hết. Mình đã từng nói qua rồi là tuổi Trung Quốc, tuổi Trung Cộng nó chỉ cần đất nước Việt Nam, nó không cần con người Việt Nam. Thành ra người Việt Nam mình nó sẽ không có giữ lại đâu, nó sẽ tiêu diệt từ từ đó. Nó sẽ không, mà hiện tại bây giờ nó đã tiêu diệt nước Việt Nam mình rồi, nó đã tiêu diệt con người Việt Nam mình rồi, mà không có nghe một phát súng, không tốn một binh lính, không tốn một viên đạn. Từ những cái chất thải độc ra những cái dòng sông, ra những cái biển, người Việt Nam mình xài nước trong những cái con sông đó, những cái con sông đó nó chưa truyền nước vô cho người dân sống. Nhiều lúc người ta lấy nước từ ở dưới sông lên dùng liền, không có cần phải qua những cái máy lọc hay là những cái gì hết. Thì á, những cái chất độc đó đã ăn thấm vô con người Việt Nam ngày hôm nay rồi, mà không biết là khi nào đã phát tán ra. Bây giờ bệnh ung thư ở những nước Việt Nam hầu như là đứng đầu thế giới đó. Thành các bạn nghĩ là 30 năm sau, 20 năm sau, đời con cháu chúng ta, bây giờ chúng ta ra sức bảo vệ con cháu của mình, nhưng mà khi mà tụi Trung Cộng nó vô nó chiếm, mà mình sống trong cái môi trường nó như vậy á, thì là đời con cháu chúng ta sau này sẽ không có phải là người giống như là người ta nói là người Việt Nam mình rất là thông minh, rất là nhanh nhẹn đi. Nhưng mà với cái cuộc sống mà trong những cái dòng sông mà nó bị nhiễm độc, những cái món đồ ăn độc hại mà mình ăn mỗi ngày vô, thì mình nghĩ là không có còn cái đó nữa. Thành ra chúng ta phải giành lại cuộc sống, giành lại cái dân tộc của mình từ ngày hôm nay đi. À, mình có xem Thiên An Môn rồi hả? Thì đó, chính dân tộc của nó, chính con người của tụi Trung Quốc mà nó còn dám giết như vậy thì người Việt Nam mình nó không là cái gì đâu, nó chỉ cần đất nước của mình thôi. Vì đất nước của mình nằm ngay một cái trung tâm như vậy thì đường biển, đường bộ nó đều rất là thuận tiện cho toàn Đông Nam Á, thì nó chỉ cần cái đất nước mình thôi, nó không cần người Việt Nam mình đâu. Thành ra mình đừng có tiếp tay, các anh quân đội, các anh công an đừng có tiếp tay với tụi Trung Cộng, tụi Việt Cộng mà tiêu diệt người dân của mình như vậy. Đừng có ra tay đàn áp người dân của mình nữa, mà phải quay lại với người dân, phải quay lại chiến đấu cùng mọi người để giành lại cuộc sống đi. Quân đội và công an hãy thức tỉnh và đứng lên cùng với nhân dân và chống lại bọn bành trướng Trung Quốc và bọn bán nước. Thì các anh quân đội, các anh công an đó, mình biết là các anh đã đang theo dõi những cái video clip, những cái chương trình mà mình nói chuyện với các bạn ở trong nước. Thì các anh là những nhân tài đó, là những cái công an mạng đó, thì là những nhân tài. Một khi mà các anh phá được những cái mạng, phá được những cái này thì các anh không phải là người bình thường, với một cái trình độ thấp đâu. Thành ra các anh cũng là một trong những nhân tài của đất nước, thì xin các anh hãy dùng dùng cái trí thông minh của mình, dùng cái nhân tài của mình giúp đỡ đất nước, phải góp sức cho đất nước chứ đừng có phá đất nước nữa.
Có nhiều bạn nói là tại sao trong những cái video clips đó mà mọi người cứ chào hỏi với nhau mà tại sao mình không có chào hỏi hết mọi người? Thì khi mà làm cái video clip như là những cái comments nó tiếp tục nó chạy lên, thì những cái nhiều cái câu hỏi, những nhiều cái người mình chào hỏi với nhau nó sẽ chạy lên theo, thì mình sẽ miss những cái comments đó nha. Xin các bạn thông cảm. Tương Đặng nói là đánh kẻ chạy đi chứ không đánh người chạy lại. Thì đúng, lúc nào cũng vậy. Dù gì là cũng là một dân tộc của mình, hiện tại mình rất là cần những cái người có sức mạnh, có lòng yêu nước. Mà lòng yêu nước của người Việt Nam mình nghĩ không ai thiếu đâu. Nhưng mà trong cái hoàn cảnh nào đó, trong một cái công chuyện nào đó, các anh đã quên đi cái lòng yêu nước mà chỉ bảo vệ một cái đảng hay là một cái gì đó, thì các anh hãy suy nghĩ lại. Mong là các anh đừng có quên đây là dân tộc Việt Nam, các anh là người Việt Nam, các anh thở trong không khí Việt Nam, thì mong là các anh quân đội, công an hãy đứng về phía người dân, vì gia đình của mình, vì con cháu của chúng ta ngày ngày sau. Chúng ta đã im lặng quá lâu rồi, đã nhịn nhục quá lâu rồi, thành ra đất nước ngày hôm nay nó mới tụt hậu như vậy. Và đất nước ngày hôm nay đã bị tan hoang bởi cái đảng cộng sản mà nó đã cho rước giặc vô tận nhà của chúng ta, mà phá cái đất nước Việt Nam ngày hôm nay tan hoang rồi. Thì chúng ta phải giành lại sự sống, chúng ta phải đồng lòng đứng lên cùng mọi người giành lại đất nước, giành lại quê hương. Henry Dương nói là biểu tình và đem bom xăng theo để tự vệ. Có nhiều người nói là cầm theo cả cuốc xẻng hay là lì kìm gì đó, thì tất cả chúng ta phải tự bảo vệ, phải biết bảo vệ. Không thể nào mà người ta đánh mình là mình cứ đứng đó cho người ta đánh, hoặc là mình thấy cái người bạn đứng kế bên của mình bị đánh mà mình chỉ đứng đó ngó thôi, thì cái đó gọi là ôn hòa, cái đó không phải là gọi là ôn hòa, cái đó là sự nhu nhược, không dám đứng lên bảo vệ người bạn của mình, cái đó là nhu nhược chứ không phải là ôn hòa nữa. Nhân Phúc nói là mình đứng lên không phải cho mình mà làm cho con cháu sau này của mình đó. Chào chị, tôi đang làm việc cho Vinamilk, có cuộc sống yên ổn nhưng tôi nhận ra được tầm quan trọng của sự việc. Tôi thật sự rất ấm ức, quan tâm mỗi ngày nhưng ngoài việc xe tôi chẳng biết làm gì. Bây giờ lại có người lại vô nói là video của mình không có nghe và không có thấy được gì nữa hả? Thì mình biết là trong những cái người công an đó, trong những người quân đội, thì có rất là nhiều người vì dân tộc, vì quê hương lắm, vì vì gia đình của họ cũng đang sống trong cái cuộc sống mà bị kèm kẹp bởi nhà cầm quyền Việt Nam và tụi bọn giặc Trung Quốc. Thành ra các anh các chị đó sẽ rất là căm phẫn luôn, nhưng mà không có dám, chưa dám lên tiếng, chỉ là chắc là đợi thời cơ. Chúng ta nếu mà có ai mà đứng lên thì các mình nghĩ là quân đội, công an, nhân dân đồ này nọ, họ cũng vì người dân mà đứng lên đó. Thành ra chúng ta không nên ghét bỏ những người quân đội, những người công an, mà mình khuyên là các anh quân đội, các anh công an không nên ra tay đánh người dân của mình. Nếu mà các anh muốn quay về với người dân thì hãy vì nhân dân mà ngừng cái những cái cuộc mà chiến, cái cuộc mà đứng lên khiếu kiện ở Nghệ An đó. Quân đội, nhân dân đã là một cái giống như một cái bạt tai vô mặt của các anh đó. Các anh đã dàn dựng, được ra lệnh dàn dựng những cái cảnh đặng mà gài bẫy người dân như vậy, đó là một sự sỉ nhục vô quân đội, một cái sự sỉ nhục cho ngành công an. Các anh không nên làm như vậy nữa, cái đó một cái tát tay vô mặt của các anh đó. Thành ra các anh thời buổi này, internet, cell phone, tất cả những cái công nghệ thông tin đó, người dân có thể quay được những cái khía cạnh nào đó mà bây giờ là người dân sẽ biết nhìn ra được cái nào đúng, cái nào sai. Các anh chỉ làm một lỗi nhỏ thôi để gài bẫy người dân là người dân cũng phát hiện ra. Thì đợt ở Nghệ An vừa rồi là những cái tát tai, những cái sỉ nhục nhất vô ngành công an, vô ngành quân đội. Những người lính, những người tướng, tôi biết các anh, các chú đã được huấn luyện rất là kỹ cho đất nước Việt Nam. Mà ngày hôm nay các anh, các chú lại đi tiếp tay cho tụi Trung Quốc, tiếp tay cho bọn bán nước và bọn cướp nước để đàn áp người dân của mình. Thì đợt cái biểu tình, cái đợt mà khiếu kiện vừa rồi ở Nghệ An,
mà các anh đã suy nghĩ ra được, dùng nhiều cách để mà hãm hại người dân, mà để người dân phát hiện ra được, thì đó là một cái sự sỉ nhục cho ngành công an, sỉ nhục cho các quân đội và sỉ nhục cho những người đã lấy thuế của người dân mà ăn, mà lại hại ngược lại người dân, mà để người dân phát hiện ra như vậy, thì đó là một cái sự sỉ nhục vô cùng. Mình không cần gì còn từ để nói chứ các anh nữa. Thành ra nên khuyên các anh phải quay lại với người dân đi, đừng có tát tay thêm vô mặt của mình thêm vài bạt tay nữa thì là không có còn đường quay lại đâu đó. Nếu hai người công an đánh dân trong đoàn biểu tình thì 20 người trong đoàn phải đánh lại. Nếu 20 người công an đánh dân thì 200 người xóm lại đánh vào quay bọn họ để bọn họ không dám đánh người dân mình, phải không? Có người nói là em chỉ chia sẻ thôi mà họ kêu em là phản động hả? Mình phản động nhưng mà mình chưa có lấy một phân đất nào bán cho tụi Trung Cộng. Nhưng mà cái người mà nói là không phản động, người yêu nước á, thì lại dâng từng tấc đất, dâng từng phân đất, đánh đập người dân của mình để mà bỡ đích tụi Trung Cộng đó. Thành ra mình cứ tiếp tục làm phản động đi, phản động là yêu nước đó. Chúng tôi đã sẵn sàng tiến lên tư bản chủ nghĩa, cuộc sống này phải do dân làm chủ, lãnh đạo đất nước phải được dân bầu tin tưởng. Có người Sen Hồng nói là tụi công an quân đội nó gì tìm, nó có biết nhục hả? Con người của mình ai cũng biết có sự sỉ nhục, nhưng mà sự sỉ nhục đó nó được phơi bày ra ánh sáng là tự tát tay vô mặt của mình. Mình sẽ ngưng cuộc nói chuyện ở đây ngày hôm nay, vì hôm nay phải đi làm. Thành ra mong là các bạn phải có sự chuẩn bị mạnh mẽ. Và những ai đã biết được dán những cái hình, những cái lá cờ ở phần trong cái quần của mình trước khi mà đi đứng lên ngày 5 tháng 3 đó, thì xin các anh, các chị hãy chụp hình và post lên trên Facebook. Không có cần phải đưa cái mặt của mình ra đâu, là tại vì mình, nếu mà mình sợ tụi nó là trả thù hay là đánh đàn áp hay là bắt bớt cái gì đó, thì các bạn cứ send hình qua cho mình rồi mình đăng lên cho. Xin mong các bạn có một ngày thật là an lành. Hẹn gặp lại các bạn vào dịp khác. Bye bye.